tò mò. Nhưng mà đã tập rồi, chị rồi sang một bàn rồi, các bạn
Và cái tin hết đừng mang mất điểm nữa. Chắc không biết gì đâu. Chắc mình không ra gì. Vậy thì phải có biện pháp để mà bạn cho các bạn cho bạn với những bạn có lớp lớp. Giờ người ta lớp lớp thì không có đi học. Cái hạt kìa. Được không? Mày cắt nhẹ kìa. Rồi. Bây giờ... quay lại nè nha. Tức là... hãy khót mưu. Thầy cái ngành daddy, baby cho bạn. Yêu. Thôi mà. Không phải với thằng quá. Thầy nhân đúng không? Nhân. Không đúng không? Anh thầy nói là thấy học bệnh nhân nghèo lắm em, cho nên bác sĩ học bệnh nhân nghèo nhất trong bệnh viện. Alo. Vậy là nghèo dữ chưa? Nghèo dữ chưa? Rồi cái thứ hai là mình có thể chắc đó là cái nguyên nhân của nó. Đó là trường hợp mình tham vô là mình
thì thường là dù như bệnh nhân có bị hẹp hậu môn, nếu bệnh nhân mà có tiền sử là điều trị cái bệnh lý hậu môn, hay là bệnh nhân có những cái bỏng bầm cắt nói chàng, có khi cái mình nói nó lo hẹp hẹp thì mình thăm chàng thầy chắc có rồi. Rồi thứ hai là ôn có ôn hay không, đúng không? Đó. Hoặc là mình thăm chuyện với tiếng của mẹ, cái tiếng của mẹ về kia thăm chuyện chàng thì sao? Cuối cùng tu la nó sẽ căng và đau. Nhưng mà ngược lại trong tách ruột thì nó sẽ không có gì chuyện tâm. Do đó là cái động tác thăm chuyện chàng cũng là một cái trong những cái giống cái hỗ trợ cho cái việc to, mình rất là to. Cái thứ hai là các bạn phải nắm được nguyên nhân nha. Phải nguyên nhân của bệnh tách ruột là bạn phải nắm được. Tại vì điều trị bệnh lý này sẽ tùy thuộc vào cái nguyên nhân nha. Nguyên nhân tách ruột đau là gì, nguyên nhân tách đại tràng là gì, phải nắm được nha. Trong những nguyên nhân tách ruột đau đó thì nó có rất nhiều, nhưng mà trong đây thì có cái nguyên nhân thì muốn nói cho các bạn biết được cái cơ chế của nó. Phải có cái thần đen ra tách ruột do sỏi mật, có biết cái này không? Có nghe nói cái chuột tách ruột do sỏi mật không? Đây, đó. Thì bên bà cò đi lâm sàng là có nói không, hay là y ban có học không? Có nói cái cơ chế rồi đúng không? Thì cơ chế này là do hiện tượng rò mật ruột, nha. Rò mật ruột, tức là rò là cái túi mật của tách chàng, ra mật như thế, nha. Thì khi mà rò thế thì cái viên sỏi sẽ rớt vào trong đường tiêu hóa. Và có thể sẽ kẹt lại ở phần cuối mặt chàng và nó gây những chứng tắc ruột. Đó khi mà chúng ta hỏi mình tắc ruột cho sản phẩm là sao, mình phải kiếm được gì đó nha. Thật là đến quen đây thì sẽ có tập kiếm Rippler nha. Rồi người ta hỏi mình tập kiếm Rippler là sao đó, cũng phải biết. Nhất là hơi được mặt. Cái thứ hai là hành tắc ruột non, và thứ ba là có sợ ngạc quen nha. Thì đối với tắc ruột cho sản phẩm đó, thì mình phẫu thuật nha. Thì phẫu thuật bằng cách đó là gì, rất là đơn giản thôi nha. Tức là sẽ cái động ruột nha, ở phía trầm dưới nó tắt rồi mình đẩy cái viên sỏi ruột lên giống như cái hình này nha, đẩy viên sỏi lên ra chỗ xẻ ra rồi mình lấy viên sỏi ra nha. Và đương nhiên mình quan kiểm tra nó những cái phần còn lại của ruột xem là còn được đường viên sỏi nào không, đã những cái tròn có hai ba viên. Rồi mình thấy viên này mình lấy ra về nữa, mình viên kia nó rất xuống tắt rồi nha. Đó là mình lên kiểm tra là như thế nha. Rồi sau đó mình thâu cái chỗ xẻ lại nha. Còn cái chỗ rò là đã xẻ ra rồi nha, là cái mạng tính rồi thì có thể sẽ không có càng rụng như tôi nói rồi, chỉ giải quyết cái biến chứng đó thôi nha. Còn cái chuyện rò đó thì mình sẽ giải quyết sao, có thể mình làm lúc đó luôn, nhưng mà với điều kiện là thể trạng bệnh nhân cũng phải tốt. Nếu mà thể trạng bệnh nhân mà đang nặng nề, mình cũng chưa hợp được mình họ bệnh viện chết luôn nha. Thì ra là mình giải quyết cấp cứu cho bệnh nhân sắp cái đã. Còn cái chuyện rò đó thì bệnh nhân sẽ không chết, tại vì nó là mãn tính này nha. Thành ra là sau này nếu như mà điều kiện kỳ cho phép thì mình sẽ mổ và giải quyết cái chỗ rò những túi mật nó chèn sang nha. Rồi cũng có đây lên rất là nhẹ rồi. Tắc ruột non thì cái nguyên nhân thường gặp nhất là gì? Là dính ruột nha. Tắc ruột cho dính đó. Thì cái nguyên tắc của một phần của nó là gỡ dính thôi nha. Thì gỡ dính nó khó dễ như thế nào, sau này các bạn đi lâm sàng các bạn sẽ trải nghiệm chuyện đó nha. Có những trường hợp mổ rất là dễ, cũng có trường hợp mổ rất là khó nha. Và có những trường hợp đó là mình có thể mổ mà sao được, nhưng mà cũng có những trường hợp là không thể mổ mà sao được nha. Và mình phải mổ mà ngay từ đầu, hoặc là làm tí xíu cái chuyện mổ mà như vậy nha. Cái nguyên nhân thứ hai mình hay gặp đó là tắc ruột do thoát vị nghẹt nha. Thoát vị nghẹt là cái nguyên nhân cũng khá là thường gặp. Nên có thể là có vị bèn nè, có thể là có vị mỏ này, có thể có vị rốt này, hoặc có thể là có vị nồng nha. Đó thì cái đó là hai nguyên nhân hàng đầu của tắc ruột non nha. Về cái cách chẩn đoán, cách xử trí của nó sẽ tùy thuộc nha. Ví dụ như dính thì mình gỡ dính nha. Có bị tử ruột hay không thì có thể cắt hay là không cắt đoạn ruột, tùy theo tình trạng ruột nó như thế nào nha. Còn thoát vị thì mình cũng giải phóng tạng thoát vị, đánh giá xem ruột có hoại tử hay chưa. Nếu chưa thì mình sẽ đưa vào trong bụng, không làm gì hết, rồi mình chỉ phục hồi lại thành bạn thôi. Còn nếu có hoại tử thì mình sẽ cắt bỏ cái đoạn ruột đi nha. Và sau đó là mình phục hồi thành bạn lại. Và đa phần cái trường hợp đó là mình sẽ phục hồi bằng cấu trúc bạn nhỏ nha. Theo phương pháp gì?
nói gì bạn một thời có trước thời đó là không nói gì biết không nhá nhà bạn ba gì ba xin đi biết không biết ba xin đi không à, biết thì về xem lại nha rồi thứ hai là bây giờ ba cái khách đại tràng ở đây thì có một cái tức là cái nguyên nhân á là một là do hai là do xanh ba là do viêm tuyến thượng ha viêm tuyến thượng mà mạng tính tới đi tới lại á còn viêm tuyến thượng mà nằm đầu thì không tắt đâu nha đó thì cái nguyên nhân mình hay gặp nhất trong những nguyên nhân đó là do cồn ha thường là ung thư thì ở đây các bạn nhớ cái tuyến thượng ha gọi là tuyến thượng la lo nha ở đây á là tâm trạng mình có thể gặp những cái tình huống có thể gì bệnh nhân vào viện với mình đó là có cái khối u nhưng mà cái năng tràng nó vỡ bóp ra luôn ha thì lý do là do nó tắc ở cái đầu xa ha rồi kèm sau đó là cái van mà năng tràng nó đông rồi thì sẽ gọi là tắc ruột quay kinh ha tắc ruột quay kinh cái chỗ nào mà cái hậu kinh ruột nó to nhất ấy. Ha chỗ đó nó sẽ bị ngoại tử phục đầu tiên hoặc là nó vỡ đầu tiên ha thì chỗ đó là năng tràng nha. Nếu muốn đi thi em sàng hay nói gì đó, không biết được trả lời. Cái điều trị có tác ruột cho đại tắc ở đại tràng nó sẽ phức tạp hơn là so với non nha. Thì đối với tắc đại tràng trái đó, thì mình sẽ có một số những cái phương pháp như thế này nha. Thì sau này các bạn đi lâm sàng đi thì tôi sẽ nói tiếp nha. Nhưng mà đi ra ngoài trung ương thì mới gặp nha, còn ra ngoài phố nữa thì thôi đó thì đại tràng trái đó, thì sẽ có một số cái lựa chọn là phẫu thuật tạo ngay là phẫu thuật cắt rồi đưa ra ngoài ngay là phẫu thuật cắt rồi nói ngay là phẫu thuật rửa rồi nói vân vân nó có một số lựa chọn còn đại tràng phải thì thường là nó sẽ nói luôn nghe đại tràng phải tức là cắt đại tràng phải rồi sau đó là nói ngay là nha thì thường là nó sẽ lựa chọn một phương án thôi còn nếu mà còn cái phương án khác có thể lựa chọn đó là gì là đưa hồi tràng ra ngoài nếu như mình không cắt được ung nha hoặc là mình có thể là nói hồi tràng với đại tràng ngang nha thì cái đó thì sau này mình đi lâm sàng đi được phương án mình sẽ nói tiếp nha là phẫu thuật hạch ma ha rồi kỹ thuật rửa đại tràng trong ổ ha rửa sao ý nghĩa là gì ha rồi đọc tiếp đi này nói mệt quá rồi con em nghe cũng không hết nổi đâu đúng không về đọc gặp kỹ bạn ha của lên lớp ngàn ta chỉ là gì được qua thôi nha về sẽ đọc tiếp nha rồi sau này đi lâm sàng có nếu mình có duyên có được gặp lại nha sẽ học tiếp duyên gì rồi đây là một số cái lời khảo nha rồi nha giờ nghĩ lúc em còn nói gì nha không phải là đó mà là chơi.